Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cho mọi người xem cận cảnh cá bảy màu siêu to khổng lồ của mình đẻ nhé. Mời mọi người xem video. Dấu hiệu cá bảy màu sắp đẻ là nó núp gốc như vậy nè mọi người. Giờ mình vớt nó ra cho nó đẻ. Mình chuẩn bị nước với lồng đẻ sẵn rồi. Lồng đẻ này hạn chế được cá mẹ nó ăn con. Con cá này nó gần bằng ngón tay cái của mình luôn đó mọi người. Giờ cá đã được 3 ngày tuổi rồi nè mọi người. Giờ mình vớt cá con ra hồ lớn, nuôi cho cá nó mau lớn nha mọi người.
coi nó được mấy con nha mọi người. Vậy mà đẻ được có 70 con hả mọi người? Khi thả các con, mình cũng thả từ từ cho nó cân bằng nhiệt độ. Như vậy khoảng 15 phút mình mới thả nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người thấy video hay thì hãy cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.